Vừa qua, tại CH3 đã giới thiệu 12 bộ phim sẽ lên sóng năm 2022. Sự trở lại của diễn viên nổi bật như Naina Pat, Pavel Mijanov, Sam Sirayu, Alex Tirez hứa hẹn những tác phẩm thú vị và đáng mong chờ. Sau đây, cùng mình điểm qua top 12 bộ phim Thái Lan đài CH3 sẽ lên sóng năm 2022 các bạn nhé. Soi Sabungan, tạm dịch Sợi dây hoàng lan. Phim với sự tham gia của các diễn viên Naina Pat, Byron Buchanan. Nội dung phim kể về anh chàng Tian đem lòng yêu thầm cô gái Soi, thuộc con gái quý tộc, xinh đẹp sắc sảo, lòng đầy tham vọng. Hết lần này đến lần khác, cô đều là mang đau lòng, nhưng anh vẫn nhất quật thương cô, chấp nhận đánh đổi tất cả. จะเรียกวันทองหรือกากีผู้หญิงอย่างเธอนี่มันน่าด้านจริงๆนายใช่ๆนายก็อาจจะได้เขาไปแค่ตัวกระหม่อมแค่จะปกป้องไม่ให้มีผู้หญิงคนไหนโชคร้ายเป็นใดทันใด 2. Bom Sanihe, tạm dịch Lúc khác ái tình. Phim với sự tham gia các diễn viên Chris Warrington, Patricia Wood. Nội dung phim kể về Bayou và Barichat vốn thương hợp nhau, nhưng chỉ vì anh cho rằng cô là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình chị gái mình mà hóa ra dày vò cũng chỉ vì hậu. ว่าเรื่องราวเนี่ยทีแรกก็นึกว่าเป็นข่าวลือนะฮะแต่ทางล่าสุดเนี่ยนะฮะทางข่าวสดออนไลน์เขาก็รายงานนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้กองถ่ายอ่ะได้เริ่มถ่ายทำไปแล้ว 3. Em Ratana, tạm dịch Trò chơi khao khát. Phim với sự tham gia các diễn viên Alex Tirarek, Nisha Dutta. Nội dung phim kể về chuyện tình oan xa giữa nàng Nilin và anh chàng Anawin lạnh lùng. Với trò chơi, ai yêu đối phương trước người đó sẽ thua, và người thua sẽ phải rời khỏi cuộc đời của người thắng. 4. Peter Watt, Kata Game, tạm dịch trò chơi hủy diệt tình yêu. Phim với sự tham gia các diễn viên Sam Sirayu, Ina Yina. Nội dung phim kể về mối quan hệ ngược tâm giữa hai người xa lạ. Một lần ôm bê tai nạn khiến nhập sắp cưới của Say qua đời. Điều này đã khiến cho anh đeo một cái xá đắt, trong khi cô luôn cách chết hụt hậu, muốn ai sống không bằng chết. ต้องต่อปากต่อคำหน้าใกล้กันยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่นานเลยค่ะอันนี้ฉากแก้แค้นเหรอคะฉากแก้แค้นอยากโดนแก้แค้นแบบนี้บ้างจังเลย 5. Pichakat Junyao, tạm dịch Người hành quyết mặt trăng. Phim với sự tham gia các diễn viên Rick Warrington, James Matira. Nội dung phim kể về trong một lần bị đuổi giết, Moon đã được Atirut cứu sống, nhưng khi tỉnh lại thì mất trí nhớ. Và Atirut không muốn kết hôn với người mà mẹ anh chọn, nên đã nhờ Moon sẽ làm vợ. Sau đó, nhiều tình huống hài hước xảy ra. San Sanihe, tạm dịch Lan tỏa tình yêu. Phim với sự tham gia các diễn viên Toi Bomsakon, Vin Sharida. Nội dung phim kể về cô gái Kalita sau khi ly hôn chồng quyết tâm sống một cuộc đời không bị dẫn vào đàn ông, khi bị tổn thương về thể xác và tinh thần. Cho đến một ngày cô gặp được nam chính, người đã mang đến sự ấm áp cho cô. ให้เป็นความรักให้ได้มากที่สุดคุณท่านครับแกจะจีบคุณต้อง จะช่วยคุณต้องรักเป็นผู้จัดการมรดกให้ลูกพี่ที 7. Puberorai, tạm dịch Nhân duyên ác mộng. Phim với sự tham gia các diễn viên Toi Bomsakon, Cher Thikumbon. Nội dung phim kể về nam luật sư Shinarik và nữ giám đốc Bookmani tỉnh lại trên một chiếc giường, nhưng ký ức mơ hồ khiến cả hai không nhớ bất cứ điều gì. Sau trận tranh cãi kết thúc không mấy êm đẹp, cả hai gặp nhau để giải quyết một vụ án nghiêm trọng. เดิมๆที่เคยร่วมงานกันมาอย่างแน่นอนให้รอติดตามกันเลย ดู 4 ชุดของเชียร์ก่อนนะฮะมุกมณี เป็นแฟชั่นนอกจากนี้นะครับยังมีอีก1คู่ตีธนพรหนุ่ม 8.
Kumi Baihan, tạm dịch Nạn Gấu Diệu Kỳ. Phim có sự tham gia các diễn viên Sarin Ibita, Sir Hachupon. Nội dung phim kể về Tao Hu, một chú gấu bông thoải mái ngủ chung với Nap trong 10 năm. Một ngày nọ, sau thành mắt của Nap, chú ô máy sẽ biến thành huyền cho trẻ một cách diệu kỳ, nhưng lại quên đi những kiếp tốt đẹp lúc còn là con gấu. Tại mừng mới tông thưởng lọc, hóa qua toàn nhé. Mừng khứ bạch chú bằng của cô. Không ai quay chạy, tôi lo phúc của phụng được còn cho đây. 9. Dơm Ba Thóp Bu Bót Sao, tạm dịch Tử Thần và Ma Nữ. Phim với sự tham gia các diễn viên August Masirawit hay Camonit. Nội dung phim kể về một ma nữ tinh nghịch và phải một thần chết lạnh lùng đẹp trai. Cả hai cùng nhau tạo nên một chuyện tình hot tin. Hôm nay thưa tông kho kho vào tòa thân ảm nám nhé. Ôi, đây bên lại, sao biết thử. Người Alpha Ôm Điên, tạm dịch Vòng Trời Ôm Đất. Phim với sự tham gia các diễn viên Kun Hanin, Kuralin Thiếp. Nội dung phim kể về sau khi anh trai qua đời, Shano đã đem ra cốt của anh trai chôn và đã xảy ra tai nạn. Tại đây, cô đã gặp Ashi, chủ một miền cà phê ở vùng núi phía Bắc, tại một câu chuyện tình nhẹ nhàng dễ thương. Người một, Sean Kalin, tạm dịch Dạ Lai Hương. Phim với sự tham gia các diễn viên Kun San Bama, Grim Ramida. Nội dung phim kể về trong một lần chàng cảnh sát Saran cùng đồng đội của anh khi thực hiện nhiệm vụ bí mật thì gặp Sean Kalin và được cô ra tay tương trợ, nhưng sau đó chính cô lại trở thành nhân chứng được anh bảo vệ. พรีมเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนรวมถึงพรีมเองเนี่ยชอบอะไรที่มันไม่ยุ่งยากถ้าเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตเนี่ย12. Ratilu, tạm dịch Dù Hoặc Ái Tình. Phim với sự tham gia các diễn viên Kun Hanin, Chippy Sidrin. Nội dung phim kể về mối quan hệ tình yêu phức tạp, đang xen hận thù, sửa bi thai và xa ta. Còn đi cháu diễn gọi cầm nón gấp bảo nha. Thì Hoa có chẹp trong này khắp.แบบนี้เรียกว่าที่วารักตื่นใช่ไหมครับเราแต่งงานกันเลยนะชมดาวไปบนครัวเซตหิว Top 12 bộ phim Thái Lan đạt xếp 3 sẽ được 6 năm 2022 cùng những bản sách nào. Bạn mong chờ bộ phim nào? Bình luận cho mình cùng biết với nhé. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và share nó. Nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo của kênh, cũng như cập nhật thông tin mới nhất về phim ảnh Thái Lan tại fanpage.Về lên hè bảy những lần sau. เคยตามหาว่าอยู่